Mình trang điểm nhẹ nhàng thôi, nói chung là sơ sơ, sương sương á. Cái gì vậy bà nội? Bé này hóa trang nhìn xinh quá nè. Nhìn sợ chứ. Đi, 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 đi. Avatar kìa. Thằng nhóc Avatar đứng ngoài kìa. Ngầu. Xin chào tất cả mọi người. Halloween năm nay rất là đặc biệt luôn, bởi vì từ khi mà Hà tốt nghiệp cái ngành quản trị kinh doanh á thì đến đây đã là 10 năm rồi, Hà bắt đầu quay trở lại đi học. Tuy là Hà đi học nhưng mà công việc kinh doanh của Hà vẫn hoạt động bình thường nha mọi người. Ông bà cô chú anh chị mà đặt yến xào với thực phẩm chức năng tại Mỹ, Canada, Việt Nam thì nhớ gọi qua số điện thoại trên màn hình giùm Hà nha. Đúng là không ai biết trước được tương lai mọi người ạ. 10 năm trước thì Hà cực lực đi học tiếng Anh và bây giờ thì Hà lại cực lực đi học tiếng Pháp, nhưng mà cũng rất là vui. Hôm nay lớp Hà tổ chức trang trí Halloween để chào mừng cái ngày lễ hội này. Thì ở Canada, lễ hội Halloween cũng là một trong những lễ hội rất là lớn, chỉ sau lễ Noel thôi đó mọi người. Ông bà cô chú đang nhìn phía trước, nhưng mà phía sau thì nó rất là ghê. Nhà Hà đang dọn dẹp đây mọi người. Làm cái bức tường này hết khoảng bao lâu anh hả? Anh có nhớ hết bao lâu không? Đủ buổi thì chắc là chỉ khoảng 2 người, khoảng 2 5 người buổi. 2 người 5 buổi mọi người, cỡ đó, nhưng mà phải làm cật lực, gọi là làm mà kiểu tranh thủ. Đây phía sau nè, nhờ nhà Hà phải xách cái đống này đi. Anh ơi, anh không lấy đi sớm là chết hết cỏ của em luôn á. Chết rồi đấy em. Chết rồi, năm sau lại trồng lại cỏ tiếp. Hôm nay quay sơ cho cô chú, nhà Hà sẽ trang trí Halloween. Xóm Hà giờ cũng mọi người trang trí hết rồi. Nè, đem con ma ra thổi. Em to nó xương mì đang ăn đây cô chú nè. Hai đứa nó giờ lớn lắm rồi. Thì... nhà Hà treo mấy cái đầu lâu xương chéo ra đây. Đó, treo được 3 con rồi, giờ thổi. Giờ thổi tiếp mà mấy cái con bong bóng lên á. Con này nhìn sợ chưa cả nhà. Đồ Halloween này là chị bạn của Hà cho đem lên cho Su Mì với Ton đó cô chú. Con này nó không có điện hay sao. Nó cũng nhìn nó cũng ghê lắm. Có sắt cái gì đây. Ôi Su Mì, Su Mì lật lại giúp mẹ với. Ok, đúng rồi. Em to. Lúc nào cô chú thấy nó cũng ăn. Cá. À hết rồi hả con? Cầm cầm mẹ. Ăn sữa chua. Mới đi McDonald's về cô chú. Mấy đứa nhỏ bên này khoái ăn mấy cái đồ này. Ok, mẹ thấy rồi. Giờ nhà Hà sẽ treo cái con. Ủa sao anh phải lượm nhiều quá? Nhiều quá sợ nó chết. Mà thấy không, cỏ nhà Hà không có tưới đó. Tại từ hồi bữa làm cái bức tường này là đâu đã kịp bảy vò ra tưới đó. Này là vì chiều các con nó hùng hà mới trang trí thôi, chứ còn có hai vợ chồng là làm biếng lắm cả nhà. Bố ấy thì cho nó cân chút quá. Cần rỡn, cần rỡn. Xóm Hà trang trí Halloween trước cả 1.5 tháng mọi người ạ. Làm còn hơn là lễ. Em Ton chả giúp được gì cho bố cô chú ạ. Ra nó phá không. Đó, nhà Hà chị để thôi, xong bơm con ma lên. Nó đi, nó đi bơm, với Su Mì bơm con ma lên. Con ma nhà Hà đang thổi lên đây. Đỏ Su Mì. Su Mì, con đang nổi cái gì lên đầu con rắn đó. Trời ơi, Hà sợ cái con này lắm luôn đó mọi người. Mà nó là đồ giả thôi. Quay đây mẹ nhìn nè. Năm ngoái nhà Hà chơi á, mà ngậu mưa gió nó dơ hầy luôn nè. Nhưng mà không sao, nó chỉ ở cái đế thôi. Anh ơi, anh dẫn nó lên đi cho nó. Buổi tối nó lên đèn mọi người thì nó ok hơn. Nhà Hà tính để ở đó đó. Đây. Phía trước. Hà nghĩ là nó để gần gần chỗ này là ok. Hôm nay cô chú Ton nè đưa chị hai đi học mà võ, rồi đưa chị hai đi học bơi. Ton mới bên đây ho mà ảnh nhắc chết lắm cô chú. Hà đăng ký đi học bơi 2 khóa rồi nhưng mà không dám xuống nước, nên tình hình là quá trình học bơi của Ton là bị gián đoạn.
Hà không biết lớn lên sao chứ chị Hai su mì rất là dạng cô chú ơi. Bên Hà bắt đầu là mùa thu thì cây này rụng, lá rụng hết rồi nè mọi người. Đó, bắt đầu lá đổ vàng hết rồi. Riêng có mấy cái hoa màu đỏ là còn nở nhiều lắm cả nhà. Mấy hoa màu đỏ nè, năm sau Hà sẽ trồng mấy cái hoa này. Tại vì nhà Hà mua hoa cúc á, nó không tươi không được lâu. Mà mấy hoa này còn tươi lâu quá trời nè. Hoa màu tím này cũng đẹp nè. Không biết tên của hoa màu tím là gì Hà không biết. Mà nghĩ sao họ trồng cây này kia như kiểu cây khoai môn hả ta. Cây này không biết ăn được không. Hà thấy chắc là giống cây kiểng hơn á. Đây nè, có cái rau này Hà tính hái. Mà Hà cứ sợ, Hà định vô hỏi bên trong trường xin họ một cái dây thôi là nó sẽ mọc ra rất là nhiều. Mọi người thấy giống cây gì, giống cây rau lan ở Việt Nam mình không? Ở đây họ trồng nhiều lắm mọi người, như kiểu để trang trí. Mà Hà không biết là ăn được hay không. Nè, đây, rau lan tím, rau lan xanh nè, đúng không cả nhà? Giống rau lan lắm luôn mà. Hà chỉ cần xin một sợi để trồng thôi mà không biết có ăn được không. Đây là Hà quay xa cho mọi người nè, họ trồng dễ sợ chưa? Nó leo nhiều lắm luôn á mọi người. Đó. Cũng gần tháng 11 rồi á mọi người, mà năm nay ấm lâu ghê nên thành ra cái vườn rau ở nhà Hà vẫn thu hoạch được. Hà sẽ hái mấy trái ớt này vô luôn mọi người để Hà xào. Ớt này không biết có cay không nữa ta, lát nó ăn thử nha cả nhà. Nè, nó cũng ra được sai trái lắm luôn á. Còn nhiều trái nhỏ quá ha, chắc Hà vẫn cứ để lại. Vẫn còn nhiều trái nhỏ thì Hà để lại. Hái được thêm mấy cọng rau mồng tơi. Hà hái được thêm mấy cọng rau mồng tơi nhưng mọi người nhìn mồng tơi nó bị lạnh quá đó, thành ra lá nó vậy nè. Lạnh nó kiểu đóng băng hay sao á. Đây, ớt của Hà đây. Cây ớt này cả nhà, rồi thấy sai trái không? À, mấy trái này Hà cũng hái vô luôn nè, để sâu nó ăn hết trơn rồi. Ở bên này thì có mấy trái cà chua bi màu vàng mà nó hư hết rồi. Cái còn ăn được không hề, cứ hái vô luôn. Còn được mọi người, mấy trái này còn được nè. Rồi thôi cả nhà coi nè. Trời ơi, bị con sâu nó ăn nè. Trời ơi, mấy con sâu bữa rồi bự trong cái lỗ này nè. Rồi hả, phải hái trái này vô mới được. Đây nè, bên này cũng còn nữa nè. Này cũng có trái nữa nè. Cái này là cà trắng, cà pháo trắng mọi người. Cà pháo trắng là chưa hái được, nó còn non lắm. Ui, bên này có thêm quả cà tím nữa nè. Đây mọi người. Ô là hái vô ăn luôn mọi người. Thì sao con? Tại sao mẹ hái cái đó? Cho mẹ cái kéo được không? Mẹ cắt cái quả này. Để sâu nó ăn uổng lắm. Nhà Hà hái vô làm một mẻ để xào với tỏi luôn. Đó con giật đi. Cái này nó không bị ăn nữa. Rồi con giật ra đi. Lấy kéo cắt. Nha mẹ. Biết cắt không? Con cắt ở khúc trên này nè. Nó nhỏ nó dễ cắt nè. Đây nè khúc này nè. Đó đúng rồi. Cắt đi. Ok không? Cứng quá hả? Cái kéo nó hơi đùi á. Này mẹ ấy. Rồi ok. Đâu? Đưa mẹ coi. Con gái bên kia nữa kìa. Ui, Sumi nãy giờ Sumi hái thêm được 3 trái nữa cô chú ơi. Rồi Sumi để xuống đi, để xuống thau đi coi. Đó. Để coi còn trái nào Hà hái nốt vô xào tỏi luôn. Mà nó cũng có 2 trái nè. Ủa sao cái hình dạng trái này nó lạ quá ta. Đây, đây Hà hái vô cái quả này. Rồi cái trái này nè, sâu nó ăn nè, uổng ha. Nó không lớn nổi mọi người, cây nhỏ quá, mới lại nó lạnh. Hôm nay Halloween thì chiều con gái đòi mẹ phải make up. Chứ mọi năm Hà làm biếng lắm, cứ chồng cái áo khoác xong dẫn mấy đứa nhỏ xin kẹo thôi. Năm nay thì Hà dùng cái hộp trang điểm này để hóa trang mọi người, chắc là quánh con mắt đi. Quánh con mắt cho nó đen xì lên. Ôi trời. Mama. Ồ, đợi mẹ chút. Hà cũng làm ngoạc ngoạc thôi. Cũng tới giờ để đi rồi đó mọi người.
mình trang điểm nhẹ nhàng thôi, nói chung là sơ sơ, sương sương á. Đó. Đó, thì Hà làm cái mắt này nè. Tính hóa trang một phù thủy. Mày kiếm cho mẹ cái nón, mẹ có nón phù thủy không? Rồi cái mỏ đây, cái mỏ mình quất đen xì luôn. Làm cái sẹo vậy đó. Đấy. Bên này dài, bên này dài. Hai chị em xung quầy nè cô chú. Trùm kín mít luôn. Rồi nhà này cô chú trang trí thấy hoành tráng ghê chưa. Rồi bạn vô kìa. Đó bạn vô con xin đi. Đi đi xung mày. Xung mày kêu em vô. Đi đi mẹ đi vô với xung mày nè. Nó là giả mà con. Xuân mì đi xin kẹo bao nhiêu lần rồi mà Xuân mì vẫn sợ. No bon bon. Ok, đi vô con. Vô lấy đi, con tự lấy đi. Trick or treat. Minh Trân, vô cô chú cho kẹo kìa. Merci. Bơm bơm. Bơm bơm. Em ta. Rồi đi con, đi. Ski. Bơm merci. Thì mình nói merci đi con. Đi 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 đi. Bye bye đi, nhanh chân bye bye. Nhà này á, năm nào cũng hoành tráng lắm cô chú ạ. Nhà này là năm nào cũng trang trí. Năm ngoái Xuân Mì cũng sợ. Đến nhà này Xuân Mì khóc quá trời luôn. Năm nay thì Ton biết sợ rồi. Năm nay Ton biết sợ, Ton khóc. Xuân Mì nãy con có sợ với cô đó không? Dạ không. Dạ không hả? Cô cho con kẹo hả? Ờ đây nè. Cả cái cô phù thủy này cũng sợ nữa nè. Toàn nhát chết. Rồi mình đi nhà nào nữa nè Xuân Mì. Đây nhà Xuân Mì đây. Đi qua bên kia con. Xe kìa, đi gọn vô đây. Đi qua bên kia kìa, bên kia đông kìa. Bên kia có cái hội gì đông quá kìa. Đi. Cứ vào dịp cuối thu này nè mọi người, là đến Halloween là xóm Hà. Giờ nhà Hà đi hết, không có ai ở nhà nên Hà tắt hết đèn rồi. Hà tắt cả mấy cái đồ trang trí Halloween luôn. Thì mình không có nhà thì mình tắt đi. Rồi Xuân Mì mới xin được cô chú. Mạnh xin được cái gì rồi? Giống y luôn hả? À đi đi. Trời ba chị em. Đâu con ngồi con khui thêm có loại nào loại nào nè. Đổ ra đi. Mạnh đổ ra nè rồi. Rồi. Đây cô chú ơi, thành quả hôm nay đây. Đi xin kẹo nè. Ghê chưa? Rồi xuống mày đổ cái thau này ra nè. Quá trời quá đất luôn cô chú ạ. Xem to chàng chỉ hóa trang xong nhờ cái mặt. Nhem nha, nhem vuốt. Ủa ai vẽ con ấy cho mệnh xinh quá vậy? Cái con mệnh. Ai có con ngoài mẹ nó chứ. Đẹp quá. Rồi bây giờ chia kẹo sau đây, chia làm ba nha, có hợp nha. Không có giành nhau nha con. Hết Halloween 2023 rồi cô chú ạ. Nhà Hà hết cạn kiệt rồi mọi người ơi, cạn kiệt kẹo rồi, đông quá mấy trăm người rồi đâu. Happy Halloween. Trời đông quá ha. Cô nào cũng cả bao bao mà.
Có, người ta xin cả ba vậy chứ anh em mình. Happy Halloween. Bé này hóa trang nhìn xinh quá nè. Nhìn sợ ngồi, chứ. Đi, 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 đi. Avatar kìa. Thằng nhóc Avatar đứng ngoài kìa. Ngầu. Rồi, nhà mình chuẩn bị hết kẹo rồi nha cô chú ơi. Happy Halloween. Hello. Xuống xuống đây, mạnh kìa. Chào mấy chị lớn rồi cũng xin đó. Ồ, cả ba lô, sắp cả ba lô theo. Đông quá mọi người ơi, Hà Hà tưởng hết rồi. Nhưng mà mấy em bé đi sinh từ lúc 5 giờ đến tận bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi mà vẫn còn rất là đông luôn. Nhà mì to nó với lại bé Mận phải lấy hết cả bánh kẹo các thứ mà đi sinh về phát cho các bạn. Tại vì cũng kiểu vui ấy, mà mình làm sao mình ăn hết được chừng đó được. Nên là nhà Hà đưa hết ra phát rồi. Với lại là Hà có chuẩn bị 2 thùng kẹo ấy, mà bao nhiêu cũng không đủ hết đó mọi người. Và nhà Hà đã phải tắt đèn đi. Tại vì khi các bạn tắt đèn đi thì những em bé sẽ không có đến xin kẹo nữa, là em bé biết là mình sắp hết kẹo rồi đó. Mì Ton cảm ơn ông bà cô chú đã xem video Halloween của Mì Ton nha. Hẹn gặp mọi người ở video sau.